vậy quá cục cả vào nhau. Đâu có. 3 năm tôi đi chạy dưỡng lão về, cụ có phải cụ ở Long Quy không hả? Phải, thế cụ Tây Nhẹm đấy hả? Cụ ơi, thế hôm nay sân đình nhà mình có gì mà đông vui thế hả cô? Hôm nay là hội nghệ nàng của phu phố ta. Thế tôi xin mời đội nhảy theo tiếng bán, nhảy theo điệu Tây Ban Nha của đội chạy dũng não chúng tôi để góp vui với chương trình có được không hở? Được. Thế xin mời các cụ cười ra tiếng bán, nhảy theo điệu Tây Ban Nha. Nhạc lên. Và tiếp tục là câu lạc bộ dân vũ thôn Dương Xá chuẩn bị tiết mục của mình. Vâng, và hôm nay cụ nào cụ đấy đi xem hội mà ăn mặc chất quá, biểu diễn cũng chất luôn ạ. Quý vị ở dưới hãy dành nữa cụ ở trên sân khấu một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhớ bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau rồi em.
Chị Hội, phụ nữ khu phố Trịnh Xá. Và tôi muốn nói với quý vị rằng là chương trình của